Tía. Ủa? Con đi mà xức cổ về tía ơi. Con cao quân rồi đó hả? Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Thấy không con? Tía cái này cũng mạnh giỏi vậy hả? Ừ, con cao quân rồi hả? Dạ. Ừ, đi đi vô nhà con ơi đi mẹ. Đi 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 trời vô. Trời ơi. Con cái này đang làm gì hả tía? Đang tưới cây. Tưới cây hả? Ừ rồi. Ờ mà quên hả? Rồi tía có hay tin tức gì con gái con không? Trời ơi, nhỏ đó tía không ưa. Sao? Tía đã tía ấy rồi. Bây giờ coi tía có nhỏ khác rồi. Con này thưa tía rồi. Rồi tía đành tiền rồi rồi. Rồi vậy sao tía? Giờ giờ tía cứ nhỏ khác cho con. Tía cứ nhỏ khác. Ừ, nhỏ này muốn đăng hôn đối với mình. Nó giàu lắm, gia đình bây giờ nó giàu. Dạ con không biết sao đó thì nó muốn đăng hôn đối với mình. Thì tía sắp xếp sao đó sắp. Ờ vô nhà tía ơi. Vô 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 vô. Xe không à, vô vô với con ơi. Trời ơi. Ừ. Ngồi đi con. Ừ, quá trời quá đặc. Mà sao tía ở nhà sống sao mà tốt không tía? Khỏe con ơi. Có đâu có bệnh hoạn gì hả tía? Không, tụi con đi cũng khỏe hả? Con bỏ đi có cực khổ gì không? Nắng quá nắng tía ơi. Đợi giờ đâu có cực gì không nha. Dạ cực thì cũng không có cực không, mà có 3 tháng quân trường thì nó cực thôi. Mà từ đó về sau thì thấy nó cũng nhàn nhã, nó quen. Quen ha. Dạ. À, con mừng. Rồi vậy, bây giờ con đã quân rồi phải không? Bây giờ dạ. Tía đi coi nhà này cứ cho con. Nhà này đẹp lắm. Cứ còn không này. Biết nữa bây giờ tía định cứ sao định lắm, im lắm. Bây giờ bên kia giờ tía không còn quan hệ gì nữa hả? Không, nó đang làm gì rồi, tía đòi bồi thường đâu đó xong rồi rồi. Tía không chấp nhận rồi là nó thưa đó là tía bồi thường rồi này nọ rồi xong hết quan hệ rồi. Rồi thôi vậy tía làm sao đó làm. Giờ thôi con đi tắm rửa tía ơi, nặng nội quá tía. Đi tắm đi rồi, tía cũng đi rồi mà ấy. Có cơm nước tắm gì? Tắm đi, tía dọn cơm đi qua nha. Dạ dạ, con đi tắm. Rồi, rồi. Cái gì đó. Anh ơi, ra đây bạn chuyện này chút mà thôi. Thôi chưa? Dạ dạ dạ. Cái gì không tía? Dạ bạn chuyện này. Giờ cái vụ đó thì xong hết. Bây giờ đi qua bển mà từ nhà đó là. Rồi nhà cô đó ở đâu? Cách đây cũng dành số là con ơi, con của Múc á. Con Út hả? Ừ. Mà cái cô này con thấy mặt chưa? Cái Út này càng đăng nha. Ở càng đăng ha. Ừ. Đây cũng 5-7 cái số vậy. Rồi tía có hình có gì không chứ tự nhiên tía bắt con. Nè con coi đây được không? Nó được không? Đó. Thấy cũng được rồi tía. Mày thấy cái nhà được không? Đó. Dạ con thấy. Như vậy mới muốn đăng hộ đối với mình. Thời này mà tía còn muốn đăng hộ đối. Như vậy mới được. Ăn thua tánh tình hợp với nhau là được rồi. Thì tía con thằng một hàng. Thôi thì tía quyết sao đó quyết. Vậy phải không? Dạ. Rồi chưa bây giờ chưa sẵn cái lễ nè. Rồi thì tía có chuẩn bị vàng vòng gì chưa? Rồi. Tiền bạc tới tía đâu đó gầu chân gầu. Rồi tính đi nhiêu? Tía tính đi cây 20 triệu. Cây 20 triệu hả? Ừ. Ít không? Ít thì nữa con cho thêm gì cho thấy, con gì để cho. Thấy hay ít thì nhà mình môn đăng hổ đấu với người ta mình đi cho nó nở mặt chút đi tía. Bây giờ con muốn nhiêu? 2 cây 50 đi tía. 2 cây 50 phải không? Rồi. Ý con. Hai cây 50 đi. Rồi hai cây 50, hai cây 50. Nói này thì nó muốn đăng đó mà được lắm, lịch sự lắm. Hai cây 50 triệu không thành vấn đề. Nhà mình giàu mà. Rồi vậy đi tí ơi. Rồi, rồi. Ok. Đi nha. Đi con ơi. One week later. Con có cơm nước gì chưa? Có cơm gì? Nhảy giò lên. Gì đâu mà đẩy không thấy ai trơn hả? Nhìn có đồ trắng đâu mà thấy đen hồ lôi. Trời ơi, vô này thiệt tịnh nó ngang về mặt. Mà thấy người ta lau nhà không? Mà ngồi đó hoài vậy, qua bên kia ngồi đi. Mà mấy này á, nó là vậy đó. Không thấy người ta lau nhà hay gì á, mà ngồi chung dằn ở đây à. Bởi vì tao thấy con nhỏ trước được rồi. Về cứ chuyện ở này. Nhỏ nào ông cứ tôi, ông thách chầu cao hôm qua, ông còn cứ hỏi tôi đàng hoàng. Bây giờ ông đòi cứ nhỏ nào. Nó làm bằng sớm, nó làm bằng sớm á. Không nghe. Chứ ai nói còn đâu. Nay đồ cưới người ta về mang chầu cao qua hỏi cưới đàng hoàng rồi. Rồi bây giờ đồ cưới nhỏ nào? Cho hồi trước tiếc nhỏ đó, sao tiếc không cưới nhỏ đó đi, cứ cưới con chị. Nó trả lời không thiếu một câu nữa. Trời ơi, nói gì phải thôi chứ. Rồi nấu cơm, nấu nước gì chưa, rồi mặc đồ ăn gì chưa? Mặc đồ ăn gì con, chấm con mua miếng thịt rồi đó, tiếc ăn gì vô, tiếc vô, tiếc làm đi. Rồi con làm chưa hả? Làm gì giờ, tiếc thấy con lau nhà không trời? Lau nhà rồi đi mà. Ủa giờ tía ngồi không làm gì thay gì á, con lau nhà thì tía không, tía vô tía làm đi. Ngượng tay chân ăn chứ tía bị tay chân bị gì mà làm ăn không được, mất kêu con. Thôi không làm, tao vô tao làm. Vậy chứ ai làm? Tao vô tao làm nha.
người lo nhà thì người làm đồ ăn đi chứ không giờ tí lao nhà đi con vô làm đồ ăn cho. Thôi lao lao đi. Dạ gì kỳ cục. Làm gì nghe gì hai tí con làm gì mà la âm sầm tự ngoài lẩu nghe chứ trong này dữ hả anh ấy á sáng giờ em làm lui cui hết trơn á tí không có làm gì tí ngồi tí nhịp giờ không mà tí thấy em á mặn gì nè tí còn la gầy nữa em làm có kịp đâu sáng em giặt đồ rửa chén rồi vợ các em lau nhà em mua này. Em mua đồ ăn xong rồi em chưa kịp làm nữa tí la em á để giờ anh về anh nói với tí á thiệt tình ông ngồi không mà cũng sai nữa đó mặn tiếp đi đi là đoán chân hay gì mà nên anh cái gì có tiền tiền hả em mua đồ ăn với đồ đạc hết tiền rồi em muốn trên nhiêu thì anh có trên 5 triệu đi mua gạo mua mắm đồ vô ga vô nước tiền điện này kia tùm lum hết trơn rồi anh mới đưa 10 triệu hồi tháng trước đâu trời tháng trước có đủ đâu anh thấy không tí ăn này ăn kia tùm lum hết trơn có mua tí mua trái cây nè mua gì đâu mà em xài tiền dữ vậy em mua cho tí không em mua cho cái gia đình này không chứ em có xài riêng đâu biết rồi thôi để anh vô mà cơm nước xong đi rồi anh đưa cho anh cũng có đưa anh đâu thì vô tắm rửa cơm nước đi rồi anh đưa cho đưa không đưa trước mặt tí nghe động mặt tí tí là nữa thì rồi đưa cho ổng người trước mặt mà công ổng nói này nói kia rồi không cho tiền ổng nữa nhớ đưa nghe không đưa không đưa là không đưa là không nấu cơm cho ăn nó bỏ đói đi gắng chịu nghe tối không cho trả bài luôn đó Lời Lời yeah. Nghe nè. Dạ yeah. Ngồi đi. Chị Chị làm vậy chưa kịp ăn cơm nước chưa mày. Nhưng có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Gì quan trọng không? Giờ tí em có mua con tàu đánh cá. Đánh cá hả? Đánh cá dưới sông mình hả? Đánh ngoài biển hay đánh đâu dưới sông? Ở ngoài biển nha. Ừ. Mà tí mua nhưng mà còn thiếu 1.5 tỷ nữa. Mà không có đủ tiền á. Rồi em định sao? Rồi không mấy giờ ở nhà mình còn ruộng đó. Không mấy giờ anh bàn với tía đi. Cái bán ruộng thì chưa chứ em mượn hùng vốn vô hả? Ừ. Dạ là của ba mình á là ba em đi ba vợ. Ừ. Là bỏ ra hết nhiêu vậy? Bỏ hết 30. 30? 30 gì? 30 tỷ. Rồi còn thiếu 1.5 tỷ hả? À. Em giàu dữ à? Thì đó, bây giờ còn thiếu 1.5 tỷ nữa mà bây giờ đào hết rồi, bây giờ không có, bây giờ mẹ ba mới điện qua đây nhờ em mới lộn gì? 3 tỷ à? 3 tỷ? À, ba đưa 3 tỷ rồi, bây giờ là ba bàn bạc với hai chồng mình đó là hùng vốn vô là 1.5 tỷ nữa. Là nếu mà ba làm ăn im ha là ba sẽ được 3 tỷ. Vậy là hùng vốn vô với ba. Ừ. À, để anh bàn với ông bà nha. Cái chuyện này nó cũng lớn lao quá, nó tới 1.5 tỷ rồi. À, coi thúc nhiều tiếng nha. 1.5 tỷ mà mình lấy 3 tỷ. Không im. Im. Nó nói tiếng nha. Tía nãy giờ vợ con nói vậy rồi tía thấy sao tía? Em biết đồ con à, con làm được thấy cũng im nữa con. Con thấy bỏ ra 1.5 tỷ mà là đánh về có 1 chiến 2 chiến mà chia mình 3 tỷ. Thì cái đó quyền con đó, do con quyết định được. Cái tí thấy nó ngon đó, con làm đi cứ tí giao quyền cho con hết đó. Thì giấy tờ nhà đất tí bỏ trong tủ phải không? Ừ, thì con cứ làm gì đó con làm. Rồi có gì con đi, con cầm cố ngân hàng rồi có gì nữa con cho tí hay sao nha. Ừ, rồi. Rồi. Đi.
được hả? Được hả? Tía đồng ý rồi. Đi thì hai mình tranh thủ đi liền ngay hôm nay luôn. Thì sao rồi con? Vụ mà đầu tư đó là sao rồi? Sao gì? Bây giờ 5-6 năm nay rồi, bây giờ còn cái gì nữa đâu mà sao với là chăng? Sao mà em nói mà ông ba dưới á là gửi vô mà một tỷ gửi rồi không đưa lại 3 tỷ đâu, không thấy đã dài cổ luôn. Chị tính làm thuận lợi 1 tỷ đưa lại 3 tỷ. Mà giờ làm không được thì thôi chứ biết sao giờ. Ba tôi bển thì cũng lỗ lã chứ phải như nhà bên đây không đâu. Tưởng đâu mà ngon ăn. Cầm nhà bán nhà. Bây giờ nè, nhà bây giờ mục nát hết rồi, giờ không có tiền mà sửa nữa. 5-6 năm nay rồi không có, tao không có đứa cháu nào tao ấm bồng nữa. Cháu thì tại đẻ không được thôi chứ biết sao giờ. Nãy giờ mà nói chuyện nó trả lời không có một câu. Có gì đâu, giờ mất mát thì còn sức khỏe thì nữa gầy dựng lại chứ có gì đâu mà hai cha con cầu nghĩ đó. Cầu đi chạy môn đăng hộ đối của tía đó. Hồi đó tía chọn tía chấm mà tía nói nhỏ này được chứ lắm mà giờ chơi khen cái gì. Không có chơi khen, bây giờ trả lời tao đâu với ổng vậy đó. Rồi giờ tiền bạc giờ cũng mắt trắng rồi. Cái lúc mới về á thì ăn ngon nó ngọt sao cũng được, bây giờ á thấy đẻ không được rồi bắt đầu kiếm cớ hay vậy. Nói chắc này nó thấy trên đầu trên cổ tao. Tiền đó đâu phải là mình nên tôi xài đâu, cũng xài chung mà. Ông có làm gì vậy? Nói cho con ngồi gỗ luôn đi, tôi đi vào bên nhà của ổng. Hồi đó phải biết chị đó, môn đăng hộ đối của tía đó. Đó bây giờ, giờ nó không có sanh được, không đẻ được. Rồi bây giờ, rồi nhà cửa bây giờ, giờ mục nát hết trơn, giờ gì nè? Hết tài sản luôn nữa rồi. Bây giờ sao? Giờ thôi đi qua thăm cháu nội rồi. Bây giờ mới biết mà thăm lại cháu nội mình hả? Ừ, chị biết thì sai rồi. Sao mà cái lúc con đi bộ đội về đó, tía không dẫn con qua, rồi đòi cứ vô này. Đó bây giờ rồi nó thảy trên đầu trên cổ không gì đó. Tía tính là nó nghèo khổ rồi, thôi giờ tía hãy tính cứ muôn năm ở đó cho con, mà giờ nó vậy rồi biết sao giờ. Thôi giờ qua năn nỉ nó coi được không, đi qua năn nỉ lại đi. Cô cũng không biết sao nó không làm gì đâu, không làm lại đi con ơi. Chị gì thằng cháu này á, này quen mẹ nè, năm chín năm thấy chưa, cãi chị mà thấy không. Thấy gì đừng có dính với thằng đó, giờ có chồng giàu rồi. Nhờ vậy nuôi. Không mà thôi vậy cũng khỏe ha. Chị em mình cũng sống khỏe. Mình đâu còn thiếu nữa. Nhà mình giờ có nên đó. Nhà mình giờ cũng đầy đủ hết rồi. Mình cũng lo cho nó cũng đâu thiếu rồi á, đâu. Bữa đó em nghe chị nói bộ chị tính mua thêm chục công đất hả? Muốn chi giữ có hai chị em với nên á. Tại đi nữa mua cho cháu mình. Lỡ nữa chị già chị chết rồi em ở vậy rồi lấy gì em nuôi nó. Ừ. Trời trời tính chết. Thôi đi ai cũng vậy hết mà. Ôi trời nóng nực. Ê. Ê ăn ít thôi đợt chút đi ăn nhà hàng, chị dẫn đi ăn nhà hàng. Nhà hàng mới gỡ mở ra ngon lắm. Đi dẫn đi ăn hoài ngán chết luôn vậy đó. Yeah. Ủa. Ê. Em gì vậy? Ủa bữa nay sao ngọn gió nào? Ủa anh qua nhà tôi trời. Bữa nay cúp điện. Cúp điện mà thấy có hơi thấy nó ngột ngạt quá. Nãy giờ chị em mình ngồi không có ngột ngạt. Nãy giờ sao thấy ngột ngạt quá à. Anh qua thăm con. Nãy nhìn ổng không ra luôn trời chị. Rồi nghe kêu chị hai cái là lụng bụng lỗ tai chứ. Ôi con gì quá thăm. Ủa rồi ai nữa hả? Ủa mặn con này con sống không khỏe hả? Ủa trời ơi bác bảy. Chị em con lúc nào khỏe hết ơi. Trơn á bác ơi. Chị em con lúc nào cũng khỏe hết á bác. Đi đâu ạ? Tới nay đi đâu ạ? Ngọn gió nào đưa tới đây vậy? Tinh thần cháu nội. Cháu nội gì? 5-7 năm nay rồi. Nè. Cho bác nhớ cái hồi đó bác chửi chị em con sao? Con mình đó ha. Rồi em nó không có con gì ở đây chứ á. Hồi đó anh với bác đâu có nhận đâu. Con gì? Đâu có nhận con đâu. Nói biết phải con anh không mà. Giờ này anh nhận con gì? Tại đây tôi có chữ quan rồi. Tôi đẻ ra thì đâu, chị em tôi nuôi. Thôi đi bác đừng có dịnh em. Anh em hả? Là ông nội ba. Mà không phải ông nội. Ông nội? Mà hồi đó ông nội bây giờ không phải ông nội con ơi. Con mà giờ lớn vậy hả con? Hồi đó hai người này nè. Sao tuổi rồi đó tía? Bỏ mẹ đó con. Dì hai á, dì hai nuôi á con với mẹ con đó.
Ông không có nhìn nhận đi, con đi, có đi. Nhìn đi qua ông nội nè con qua đây lại ba ẩm nè con. Ê, chỉ có tay của tôi giật tắt tay hết trời muốn học. Cái này là con của tôi. Tôi nuôi hồi đó tới giờ. Hồi đó em tôi có bầu cái nói là không biết là phải của em không. Còn bác nè, bác lớn á mà bác nói chuyện không ra gì hết trơn. Thôi đi con hai ơi, tôi biết lỗi rồi. Đi con tôi biết lỗi rồi. Ủa nghe nói cưới dâu giàu có lắm mà đi dâu đi trên không à. Bữa nay là đây làm gì? Trời ơi, bữa nay đợi không có xe tha cho con đi bộ nữa kìa. Chắc đồ đạc chắc giao chân dâu hết trơn rồi, xe cộ giao quỷ quyền cho nó hết rồi. Sao, sao, sao cô biết hay vậy? Thân tàn ma dại dữ vậy? Sao cô biết hay vậy? Hồi đó bạn đồ đâu phải vậy. Hồi đó ở trong túi hay go à, ba số bây giờ kìa. Đó, thấy không? Bà ta nói đời có dây có trả. Biết lỗi em là chị hay. Trời ơi, tôi đâu có nói em gì đâu em. Mà lỗi phải. Không có đụng em tôi. Không có đụng em tôi. Thôi chị em tôi bằng hàng lắm, không có dám mà. Cho anh về sống chung với em đi. Không, vợ giàu đâu. Tôi giờ sống quen rồi, giờ vợ giàu đâu. Đi về bển nè. Vợ tỷ phú đâu, dâu giàu đâu. Nó đi về bển rồi, nó lấy ruộng hết của đi về bển luôn rồi. Trời ơi, cưới vợ giàu lắm mà. À, còn bác nữa, khách nữa, đi thưa đưa tôi đi hầu, tôi cưới vợ giàu cho con tôi. À, có chữa biết trời, phải con của tôi không? Cháu tôi không? Bây giờ không cho nhìn cháu luôn rồi kìa. Đời có dây có trả, lực nhân quả. Không có chừa ai cho bác với anh. Thôi hai cho con hai. Bác về đi hai. Ở nhà tôi đi. Nó hôi dữ lắm hai. Đi về ở với chồng giàu đi. Đi đi sao đây nữa. Hôi quá à.